Đây là một chiếc nắp két nước nhãn hiệu Hyundai, mua trên Shopee giá tầm 130.000. Nhận xét là khá tốt, nhìn cũng khôn. Theo lý thuyết thì đây nó là một cái van một chiều, hay còn có thể gọi là van áp suất. Khi động cơ chạy làm cho nước ở trong két nước nóng lên tới một nhiệt độ khoảng 70-80 độ thì áp suất trong két nước sẽ tăng lên và đẩy cái lò xo này để cho nước đi theo lối này đi ra cái ống, đường ống và ra bình phụ. Ở đây nó có ký hiệu để khi mình mua cho nó đúng. Ký hiệu của nó là 0.9. Nó là loại 0.9. Theo tôi biết thì nó có một cái loại to hơn là 1.1 và một loại bé hơn nữa. Thì mình cứ nhìn nó đúng cái này là đúng. Ở đây có thêm cái ký hiệu HCC. Một số cửa hàng thì có ghi rõ cái đường kính chỗ này bao nhiêu và đường kính chỗ này bao nhiêu để mình đo so sánh với cái cũ. Cái nắp két nước này nó là một bộ phận tưởng như là không quan trọng, nhưng theo lý thuyết thì cái nắp két nước này tương đối quan trọng. Nó là một bộ phận kết hợp với hệ thống làm mát để mà giữ cho nhiệt độ của máy duy trì ở mức độ tối ưu tầm 70-80 độ, và dẫn đến là ở nhiệt độ đó thì động cơ xăng hay động cơ đốt trong nó chạy tiết kiệm nhiên liệu nhất. Như vậy là nó có liên quan đến độ tiết kiệm nhiên liệu của xe. Nếu như nó bị lỗi thì dẫn đến là có thể là theo lý thuyết thì xe sẽ ăn xăng hơn, bởi vì nhiệt độ của hệ thống làm mát, nhiệt độ của động cơ sẽ không giữ được ở nhiệt độ chuẩn trong nhiều thời điểm chạy xe. Thì đây là kết cấu của nó, có một cái lò xo ở dưới này. Nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Đây là cái nắp két nước cũ, nó bị hỏng. Thực ra cũng có nhiều bạn không hiểu, nó không phải chỉ là cái nút đậy, trong này còn có một cái lò xo, chỗ này cũng có một cái lò xo nữa. Đây là nó bị bung ra, bị hỏng. Như này là bị hỏng, như vậy không còn cái độ nhún nhảy này nữa, dẫn đến là nước lúc nào cũng có thể chảy từ đây qua lối này, mà cái này bị mất tác dụng, do cái này bị mất tác dụng. Cái mới cái tốt của nó như này. Có một lưu ý là khi các bạn mở cái nắp này ra thì phải mở vào lúc máy nguội, vì khi máy nóng thì có thể nó sẽ phụt hơi nóng ở trong này ra gây bỏng. Để xoay ngược lại phía này, ấn nó xuống, hơi ấn xuống. Và đây là vặn vào, xoay gấp ngang này. Ok, đây là đường ống nước, khi mà nóng lên thì sẽ thoát ra theo đường ống này để đi vào cái bình phụ ở bên kia. Hy vọng là các bạn có thể tự kiểm tra cái nắp két nước trên động cơ của mình và có thể tự mua, tự thay thế. Đọc cái ký hiệu này. Okay.